Muốn có một sức khỏe tốt, bạn hãy bỏ ngay những thói quen ngủ này. Nếu bạn là con sâu ngủ, luôn luôn mệt mỏi mỗi khi thức dậy, thì hãy thử xem mình có mắc phải những thói quen xấu dưới đây không. Đầu tiên, đó là ngủ nướng quá nhiều. Việc say mê cuộn tròn trong chăn hay nằm dài trên giường cả ngày thực sự không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Theo nghiên cứu cho thấy, những người hay ngủ nướng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hay thậm chí là nguy cơ giảm tuổi thọ cao hơn người bình thường. Chưa kể tới việc nếu bạn ngủ nướng cả ngày, bạn sẽ chủ quan bỏ qua cả bữa sáng lẫn bữa trưa, đó là những bữa quan trọng nhất trong một ngày. Tốt nhất bạn vẫn nên cân bằng lại chế độ sinh hoạt để có giờ ngủ được ổn định. 2. Thường xuyên ngủ trong tình trạng cửa phòng đóng kín. Mặc dù phòng ngủ là không gian riêng tư, nhưng bạn không nên đóng kín tất cả các cửa 24/24. Thường xuyên ngủ trong tình trạng này sẽ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc ngủ trong phòng đóng kín sẽ khiến không khí khó lưu thông, gây bí, làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bạn. Nếu bạn hay mất ngủ hoặc thậm chí tỉnh giấc vào giữa khuya, thì đây có thể là một trong những nguyên nhân đó. Số 3. Trùm kín chăn khi ngủ. Tương tự với việc ngủ trong hộp kín, thì trùm chăn qua đầu khi ngủ cũng gây tác hại tới sức khỏe của bạn. Các cơ quan không được cung cấp đủ dưỡng khí sẽ khiến bạn mệt mỏi khi thức dậy. Nếu thói quen này kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và gây suy giảm trí nhớ. 4. Mặc quá nhiều quần áo. Khi trời lạnh, mặc nhiều quần áo khi ngủ sẽ cảm thấy ấm hơn. Sự thật thì lại không như bạn nghĩ đâu. Có một thực tế là nếu bạn mặc nhiều quần áo, cảm giác cộm vướng sẽ khiến bạn khó ngủ. Bên cạnh đó, lớp áo dày sẽ cản trở việc thoát mồ hôi của cơ thể và thậm chí khiến thấm ngược lại làm bạn bị nhiễm lạnh. Bạn chỉ nên mặc những chiếc áo mỏng có khả năng giữ nhiệt và thấm hút mồ hôi tốt. 5. Đi tất giày. Tương tự với việc mặc nhiều quần áo khi ngủ, đi tất giày cũng cản trở việc thoát mồ hôi của cơ thể. Tóm lại, ngoài cái chăn giày đắp ngoài da thì bạn không nên mặc nhiều quần áo. 6. Ngủ gối đầu lên tay. Việc ngủ gối đầu lên tay sẽ làm cho hệ tuần hoàn gặp cản trở. Cánh tay của bạn sẽ bị mỏi và nhức, khiến huyết áp tăng cao. Bên cạnh đó, việc ngủ tưởng chừng vô hại này còn tăng áp lực cho dạ dày, dẫn đến trào ngược thực quản, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa. 7. Lười vệ sinh chăn ga gối đệm. Có một thực tế là chăn và gối bạn sử dụng hàng ngày chính là nơi cư ngụ của hàng triệu vi khuẩn. Cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày giờ giờ đầu ấp tay kè với những thứ bẩn thỉu, thậm chí còn bôi vi khuẩn lên mặt, bạn có thấy gai người không? Vỏ gối cần được giặt sạch 2-3 lần một tuần để luôn sạch sẽ và thay định kỳ 1 năm một lần. Nếu không, đừng hỏi vì sao mà mình cứ hay có vấn đề về hô hấp hay thậm chí là quá nhiều mụn nhé. Hãy tập trung cho mình những thói quen tốt